Running Man, Thúy Ngân xinh đẹp quá mức, ảnh mặt mộc 100% bị lộ thế nào mà khiến fan dần dần. Tối mùng 7 tháng 11, tập 8 của chương trình truyền hình Running Man Việt Nam 2021 Chơi là chạy đã lên sóng với loạt tình tiết thú vị, nhưng tạm bỏ qua nội dung các thử thách thì nhan sắc cực phẩm của Thúy Ngân đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho khán giả. Trong loạt ảnh chụp ở hậu trường, Thúy Ngân gây ấn tượng với phần make up vừa phải, nữ diễn viên buộc tóc cao, trang điểm theo tông nhẹ nhàng, ngoài ra còn điểm tô một chút má hồng để trông tươi tắn. Lập tức, netizen lật lại hình ảnh mặt bọc mà Thúy Ngân tự đăng tải. Dù không chút son phấn nhưng có thể thấy Thúy Ngân vẫn rất xinh. Đường nét trên gương mặt của Thúy Ngân là hàng thật giá thật, không phải dạng vừa đâu. Thúy Ngân là một trong những nghệ sĩ được quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Cách đây không lâu, Thúy Ngân còn công khai khoe ảnh chụp với bạn trai trên Facebook cá nhân. Khi mà dân tình đang dần dần đồn đoán, thì Thúy Ngân lại tiết lộ sự thật rằng chẳng có chuyện yêu đương hay bạn trai gì cả. Hóa ra, nữ diễn viên đã mượn bờ vai của Trường Giang để chụp ảnh sống ảo ngay trên trường quay Running Man Việt Nam. Hành động sống ảo này cũng chính bị Trường Giang bóc mẽ. Nhã Phương còn vào tận Facebook của Thúy Ngân để đòi tiền cho mượn cánh tay. Tập 9 của Running Man Việt Nam 2021 Chơi là chạy sẽ phát sóng vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 trên HTV7. Thánh nghiêm túc nhà Mạc Văn Khoa khiến netizen bật cười với màn tạo dáng ngầu nhưng vẫn hài hước. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của bà xã Mạc Văn Khoa đã cập nhật những hình ảnh Thánh nghiêm túc mặc đồ thời trang, tạo dáng cực chuyên nghiệp. Khán giả lại được dịp phì cười với sự hài hước của gia đình này. Cô bé Minie mặc chiếc yếm bò rất cá tính, dây yếm hờ hững một bên vai để tạo dáng, đôi giày cao cổ đỏ chót, nổi bật bộ outfit. Chuyên nghiệp hơn nữa là màn tạo dáng được mẹ Vi Pumper miêu tả là diễn sâu và lạnh tí cho ngầu. Người hâm mộ cực kỳ thích thú trước sự cưng xỉu của Thánh nghiêm túc nhà Mạc Văn Khoa. Mới 11 tháng tuổi mà bé đã rất tài năng với loạt biểu cảm, từ cun ngầu đến tếu táo, thậm chí là biểu cảm giận hờn vô cùng phong phú đa dạng. Nhiều người nhận xét Minie không hổ là con gái của Thánh hài Mạc Văn Khoa, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu hài hước giống y đúc bố. Mỗi lần xuất hiện ở đâu là cả hai bố con đều khiến mọi người cười nghiêng ngả. Theo nhịp showbiz, Chipu gây tò mò khi tình tứ bên trai lạ. Loạt ảnh tại Mỹ mà Chipu vừa chia sẻ trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tò mò khi cô xuất hiện tình tứ bên trai lạ. Trong hình ảnh cả hai tỏ ra khá thân thiết với nhiều cử chỉ thân mật như khoác vai hay ôm eo đầy tình cảm. Tuy nhiên, danh tính trai lạ của Chipu nhanh chóng được khán giả tìm thấy và khá bất ngờ khi người này cũng là gương mặt khá quen thuộc. Một thời của showbiz Việt, anh chính là hot boy Thiên Minh, chàng ca sĩ kiêm người mẫu khá đình đám vào những năm 2007-2010. Anh để lại dấu ấn trong lòng người xem với bộ phim Mùa hè sôi động. Khi sự nghiệp phát triển thuận lợi, anh khiến người hâm mộ tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ theo đuổi chuyên ngành nhiếp ảnh vào năm 2011. Subin Hoàng Sơn nói về thời gian gặp khủng hoảng tâm lý. Nam ca sĩ Subin Hoàng Sơn gây chú ý khi chia sẻ về quãng thời gian gặp khủng hoảng về tâm lý. Anh cho hay là người của công chúng sẽ phải quen với việc đời sống riêng tư được quan tâm quá mức, nhất là trong vấn đề tình cảm. Mặc dù tham gia showbiz khá lâu và được chuẩn bị tâm lý để chống chọi với sự tấn công của mạng xã hội, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, thậm chí là suy sụp hoàn toàn, cả về tâm lý lẫn tinh thần.